Tin thời sự tiếp tục với tin tức trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có buổi khảo sát tình hình khám chữa bệnh và quản lý mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Bà Rịa và Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc. Làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Bệnh viện Bà Rịa báo cáo, khó khăn lớn với bệnh viện tự chủ là giá viện phí vẫn chưa được cơ cấu đủ các chi phí khám chữa bệnh theo lộ trình. Việc thanh quyết toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa kịp thời do 2 năm 2020-2021, Bệnh viện Bà Rịa bị vượt tổng mức thanh toán. Những bất cập này khiến bệnh viện thiếu một số nhóm thuốc, vật tư y tế, không đủ kinh phí sửa chữa trang thiết bị, chi thu nhập tăng thêm cho nhân viên y tế. Bệnh viện Bà Rịa đề xuất đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản gửi Bộ Y tế kiến nghị chính phủ tạm ngưng thực hiện quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Nghị định số 142 năm 2018 của Chính phủ. Trong khi chờ sửa đổi nghị định, bệnh viện đề nghị Bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong 2 năm 2020 và 2021. Tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc, từ đầu năm 2022 đến nay, công suất sử dụng giường bệnh tại cơ sở tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng nhân lực rất hạn chế, thiếu 12 bác sĩ, 8 điều dưỡng, 8 y sĩ so với nhu cầu thực tế, thu nhập của viên chức người lao động trung tâm thấp. Từ năm 2018 đến nay, thu không đủ chi nên ảnh hưởng đến mua sắm thuốc, vật tư y tế. Viên chức người lao động tại trung tâm không có nguồn thu nhập tăng thêm. Lãnh đạo Trung tâm Y tế Xuyên Mộc đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có ý kiến với cơ quan chức năng và Quốc hội về nâng cao thu nhập cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, chính sách đào tạo thu hút giữ chân bác sĩ ở tuyến y tế cơ sở. Trung tâm cũng đề xuất Sở Y tế tổ chức đấu thầu tất cả các vật tư y tế và hóa chất, sinh phẩm cho y tế công lập để bảo đảm thống nhất về giá và thuận tiện trong quyết toán bảo hiểm y tế.